đã ra đi cái cổ ngọn tiếp quả bạn. Cây này chứa được 10 bác ngồi trên áng được 35 triệu, đẹp mà có biệt thự trước, chơi như này quá hay. Bên đây không bán được cho chơi biệt thự quá hay. To quá, sang cho bắt trường. Ui, trường vi này quá nhiều hoa. Cái này có anh sối nước nó lòi lên thì đẹp như gây ra. Rẻ thế mà không ai chốt nhỉ. Có xe ôm nào không? Ôm hả? Để bảo anh em xe nào chạy ra đồng một thức quen thì nó. Xong rồi. Thôi chuyên đi review về cái gì nhỉ? Về cái gì nhỉ? Vân Phú. À đi gần, ngay bên kia hai cây số. Cái taxi có ba ở taxi là tầm gì? Không chạy qua. Taxi đâu chạy? Taxi phải ôm vậy. Xe ôm có một cân. Gần mà đây nó cũng gần nhà đây. Ba bốn xe mà. Thế là xong cái này rồi, ra đi rồi. Rất rẻ, 1 triệu bạc. Cây xoan này một cây kỳ dị. Cây này chưa đến 2 triệu. Chưa đến 2 triệu. Chả mấy khi bác ấy phải bán rẻ đấy. Cây này nó bóng nó lên thì cây này bóng nó lên đẹp. Đây bùa đá lên rồi đấy. Không, nó tự ấy đây mà tự đẻ đấy là mình cắt đi xong rồi lấy cái cốc lấy cái đồ uống nước mía trẻ con đây. Cây này nó thấp, nó thấp thế này thì không nên để này, dễ này nó rối. Chơi cái bệ này thôi. Nếu mà nó đẻ đấy, này là hoàn thiện rồi. Nếu mà nó cao lên thì nó, lên, nó cao á, nếu mà nó cao lên đến tầm này thì nuôi xuống đây thì hợp lý. Như này nó đẹp. Thôi đừng đẹp đấy, cứ thế này được rồi. Chơi này thôi đúng không? Chơi đấy lên lại không đẹp. Cái này nó có bóng vào nhìn nó đẹp á. Có lá nước đầy vào nhìn đẹp. Nó không phải là cái cắt giật nhưng nó lại lùn. Rất là hợp lý tự nhiên. Bộ đấy đẹp không? Này mình tưới xối vào đây xong cho mấy ông gì ngồi đây là đẹp. Rất lâu năm rồi mới được cái này. 35 tuổi. Mua ngày yên tâm. Không phải cây mới vào trồng. Trồng cái chỗ cũ rồi. Đất người dân trồng ở nhà vườn. Cũng bán buôn được. Nhìn cốt chậu ngày xưa đây. Cốt chậu. Bán rẻ, bán rẻ. Ở đây bên trồng. Này kia ơi, cái đồng đấy đi còn 3 triệu. Giá mãn không? Đúng rồi. Giờ ra rồi cầm 5 triệu đi không mua được cái gì. Có. Có. Bỏ mình ngồi uống được cái này là 2 triệu mất công rồi quên. Cái này mà có không gian để thì tốt quá. Chúc mừng các bác. Đấy, hai bác ở ngay đây, cách cái chợ này vài cả. Đây từ 35 triệu rồi. To quá thì dù. Cây này là một cây rất đẹp đúng vậy. Nhiều năm nữa cái bệ này nó mệt dính lại thì tuyệt vời đấy. Cái long này cũng là cách tân rồi đấy. Long cách tân rồi, rất là nghệ thuật, đẹp. Rất đẹp. Rất đẹp. Cao độ 2 mét. Vệ dễ thì tuyệt vời đấy. Vài năm nữa thôi. Đẹp này mà chả ai mua nhỉ? Là 7 triệu rồi chưa bán đấy. 7 triệu rồi. 7 triệu rồi chưa bán đấy. 10 triệu mà bán. Phổ quà. Đấy. 7 triệu rồi chưa bán đâu. Cây này thì ôm đi đâu cũng sướng, nhẹ nhàng. Okay. 7 triệu rồi chưa bán, cái cây to không làm gì cả. Được
chuyển cây cây long này. Xin lỗi tôi chưa hỏi số của bác, tí nữa hỏi được thì tôi đưa lên cho bác nhé. Có cái nhà to to chơi cây này sướng à. Tiên nữ chảy đầu. Quên cứ nhìn cứ tưởng Mai Chú Thủy là cái gì? Cái găng à? Găng tu hú. Cái gì đấy chơi găng hay cái gì nhỉ? Cái là vân sam. À vân sam. Găng tu hú của thằng. Đúng rồi. Không phải là găng tu hú của nó mà vân sam của nó. Lá nó biết tí thì tu hú. Cái này có hoa đấy. Cái dòng này không có. Không có. Về đẹp. Găng thì nó có hoa nhưng cứ làm này chắc không có hoa. Cái này nó giống thằng kia là có hoa. Cái này để quán cà phê mà chơi. Yeah. Cái này còn không dạng cây quê là đây, đây cây cái bàn là thấp bằng cái cây này phát. Cái này là bàn trà thôi. Ngồi cái nhà nếu bàn trà, bàn trà, bàn trà. Nói chung đầu tư không nhiều tiền mà. Hôm nào vào cho em chơi. Ở bên này quá như thế rồi. Hải ơi. Trong nhà em toàn cây mili. Nhà mình ngay ở mình ở trên cây Văn Phú. Đồng Hương rất thích cái cảnh đi nào cà phê vào. Trước là mình ở bên V3. À. V3 2 năm. Đây này. Năm anh em thì bốn người bên đấy, một người liền kề quá năm nay mình đi thằng bách tám này, tối một cái bên cái đuôi cái xe này, bách tám, rồng rồng biển. Mình mua quán cà phê ở chỗ văn quả ở văn quán Ronaldo, trao vào bể đá gì nhá. Cái đấy thì đẹp rồi. Cái chậu này bao nhiêu anh? Đâu, cái chậu này là 7.5 triệu. Thôi có một vết sau kia. Thôi chả khổ chả mang. Quay gần rồi mới thấy. Giờ đi bể cổ là có tiền đấy. À, cái nước này nhìn nó xem rồi. Đổ nước không? Thế này đang có nước xe là đâu nhỉ? Cái to hả? 7 triệu một chậu nha. Cái đa bị vó. Đi anh ơi, rồi bây giờ nó không có nhiều đâu. Chú ơi. Chơi quá. À chưa. Đấy cái cục nhỏ nhỏ cứ bảo trả 7 triệu ấy chú bán. Đâu? Đây này, cái trước mặt này. Cái phôi à? Mấy triệu? 7 triệu chưa bán. Trời. Đang muốn 10 triệu. 7 triệu chưa bán. Đang muốn 10 triệu. Phôi à? Đấy, mỗi người có hướng đi riêng mà chú mê cái phôi đi đẩy đúng không? Nhiều mà đúng không? Nhiều thì nó cũng chẳng phải có nhiều. Nó cũng giá trị riêng. Nó già, cây già, lùn. Làm xong thì có mười mấy hai mươi phân. Đây là làm xong rồi, cái này luyện gọi là cái bộ môn thích đồ nhỏ là rất dễ. Gọi là theo đuổi cái cái trường phái ấy. Chứ thì chả biết là như thế nào cho vừa.